Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trải nghiệm phản ứng thải độc. Quý vị thân mến, mỗi đợt tôi ăn theo phương pháp thực dưỡng đều xảy ra phản ứng thải độc dữ dội của cơ thể. Lần này rơi vào khoảng đầu tháng 8 năm 2010, tức sau khi theo thực dưỡng khoảng 2 năm rưỡi. Lúc này tôi ăn số 7 được khoảng 2 tháng rưỡi thì phản ứng thải độc xảy ra. Nước tiểu chứa cả máu lẫn mủ, đậm đặc, kéo sợi bằng chân nhang và dẻo như cầu mủ. Nước tiểu có mùi tanh nặng. Một ngày đêm bắt tôi phải đi tiểu từ 10 đến 15 lần và mỗi lần tiểu là một cực hình vì rác buốt kinh khủng. Nên mắt tiểu là sợ. Nước tiểu ít nhưng mỗi lần mắt tiểu là không nhìn được, đến nỗi không kịp là bị tè trong quần. Nằm thì không sao nhưng ngồi là bị mắc tiểu ngay. Đến ngày thứ 3 có sốt nhẹ kèm theo đau đầu theo kiểu là 10 giây nhực một cái, rất là đau nhói. Do đó đêm ngủ vài tiếng đồng hồ và ngủ không sâu. Có đêm thức trắng không thể nào ngủ được vì vừa chợp mắt là đầu nhực đau nhói một cái. Miệng thì đắng nghét nên ăn không thấy ngon. Mỗi bữa ăn nhiều lắm, tôi ăn nửa chén cơm lứt với muối mè, hoặc một chén bột gạo lứt, hoặc một chén bột sắn dây khuấy chín với một muỗng cà phê tương tamari. Đến ngày thứ 10 tôi thấy trong người có gì đó thay đổi và hiện tượng cáu cặn trong nước tiểu và tiểu rác giảm đi rất là nhiều. Đầu không còn nhức nữa. Khi trong người thay đổi, tôi biết là phản ứng cơ thể đã lên đến đỉnh và bắt đầu giảm dần cho đến hết. Đến ngày thứ 13, tôi đi tiểu bình, thường 4 đến 5 lần một ngày đêm. Đến ngày thứ 15 thì không còn thấy rác khi tiểu, không còn thấy cáu cặn trong nước tiểu nữa và cảm thấy thèm ăn. Tôi bắt đầu ăn thêm vài gắp cà rốt trong bữa ăn. Những ngày sau đó trong bữa ăn thì tôi ăn thêm một ít củ sen, lá nhãn lồng, đậu bắp, khổ qua hoặc là teka. Tôi ăn thêm cháo bổ dưỡng nấu gạo lứt với hạt sen, đậu đỏ, phổ tai, bí đỏ xen kẽ cho buổi sáng hoặc buổi chiều. Đến ngày thứ 7, cân nặng của tôi chỉ còn 40kg mặc dù tôi cao đến 1m65. Người tôi lúc đó ốm nhom, chỉ còn da bọc xương. Giống như bộ xương di động, đi đứng không vững. Tôi chỉ đi quanh quẩn trong nhà, không tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên cái đầu tỉnh táo lạ thường, không hề có một chút sợ sệt. Niềm tin rất vững vàng. Tôi tin rằng những phản ứng thải độc này sẽ qua khỏi như lý thuyết thực dưỡng của tiên sinh Osawa đã cảnh báo. Thầy Tuệ Hải nói bất kỳ phản ứng nào của cơ thể trong thời gian ăn số 7 đều là phản ứng tốt, rồi nó sẽ qua thôi. Tìm cách chặn phản ứng thải độc là giữ chất độc lại trong cơ thể. Tôi hiểu như vậy nên tôi bình thản với những gì đang xảy ra với tôi. Và sự bình thản này truyền sang vợ tôi và người thân của tôi nên họ không lo lắng hay hoảng sợ gì cả. Lúc đó, nếu như tâm tôi có một chút sợ hãi, hoảng loạn tức thời kéo theo vợ tôi và người nhà bất an và họ sẽ buộc tôi đi vào bệnh viện ngay. Đang xảy ra phản ứng thải độc mà đưa vào cơ thể bất kỳ một hóa chất nào hoặc là thuốc tiêm nào cũng đều nguy hiểm đến tính mạng, có thể mất mạng. Trước đây thỉnh thoảng tôi bị đau thắt lưng, đi tiểu rác hay lo sợ, suy giảm trí nhớ. Đây là triệu chứng của thận bị yếu. Nên khi ăn theo thực dưỡng thì phản ứng thải độc này xảy ra. Trong quá khứ bị bệnh gì mà chưa hết tận gốc hoặc đang mang bệnh gì thì khi ăn thực dưỡng cũng sẽ phát lộ những triệu chứng của bệnh đó ra, mà tiên sinh Osawa gọi là lần giải phẫu cuối cùng. Lần phản ứng thải độc nhức đầu này xảy ra vào giữa tháng 5 năm 2012, sau 5 năm theo thực dưỡng. Thì đây là lần nhức đầu 7 ngày 7 đêm và không ngủ 7 ngày 7 đêm. Lúc đó tôi đang ăn số 7 và ăn được khoảng 2 tháng. Tôi đau đầu liên tục 7 ngày 7 đêm và không ngủ được 7 ngày 7 đêm theo những cơn nhức đầu. Đầu tôi nhức kinh khủng, giật bưng bưng liên tục, nhức theo nhịp tim đập, đi cũng nhức, đứng cũng nhức, ngồi cũng nhức, nằm cũng nhức, nằm thì đỡ nhức hơn. Nhức từ đỉnh đầu lan xuống thái dương bên phải và lan xuống gáy. Theo sách vở và theo kinh nghiệm của những người thực dưỡng đi trước, thường đau đầu xuất hiện trong khoảng 3 ngày rồi hết. Tôi kéo dài đến 7 ngày, đến ngày thứ 4 vẫn còn đau đầu, hơi lo lắng chút xíu, nên tôi gọi điện hỏi thầy Tuệ Hải về tình trạng của mình. Lúc này thầy đang ở Mỹ, thầy nói là không sao đâu, và khi hết đau đầu thì đầu óc sẽ đổi khác. Nghe vậy tôi yên tâm và chịu đựng nhẹ nhàng qua đợt này. Sau 7 ngày 7 đêm không ngủ và ăn uống rất là ít thì đầu không còn nhức nữa, giấc ngủ cũng trở lại, nhưng người mệt mỏi vô cùng. Tuy là hết nhức đầu nhưng đầu óc vẫn còn lùng nhùng chưa tỉnh táo. Tình trạng này còn kéo dài khoảng 15 ngày sau đó nữa. Sau đó đầu óc tôi sáng dần và nhanh nhạy hơn theo hành trình thực hiện thực dưỡng. Những gì qua tai qua mắt được hiểu nhanh hơn, nhớ tốt hơn, nhận ra thế giới xung quanh mình có nhiều điều tuyệt vời và dễ thương vô cùng. Khi còn là học sinh cấp 2, cấp 3 tôi thường xuyên bị đau đầu. Mỗi lần bị đau đầu, má tôi thường cho tôi ăn một trái bí đỏ nhỏ chân cách thủy với một bộ ốc heo. Năm 1996, tôi bị liệt dây thần kinh số 7, kéo theo liệt nửa mặt bên phải. Tôi phải chữa chạy gần cả năm mới bình phục. Sau đó vài năm tôi bị rối loạn tiền đình và tái đi tái lại thường xuyên, đến khi ăn theo thực dưỡng mới hết triệt để chứng rối loạn tiền đình. Đây cũng là lý do tại sao tôi phải trải qua phản ứng thải độc lần này. Hắt hơi, sổ mũi nước. Ngay thời gian trước khi đi theo thực dưỡng thì tôi bị chứng là viêm mũi dị ứng.
Chứng viêm mũi dị ứng làm tôi khổ sở vì hắt hơi, sổ mũi, nước khi gặp mùi lạ, bụi, thời tiết lạnh, thời tiết thay đổi. Lúc đó tôi phải đi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng 2 lần trong 1 tháng. Bác sĩ bảo là tôi phải chung sống với nó suốt đời hoặc đi đến sống một nơi nào đó mà không khí thiệt là sạch. Sau khi ăn theo thực dưỡng một thời gian thì triệu chứng hắt hơi, sổ mũi biến mất lúc nào không hay. Đến gần 1 năm sau đó, một lần tôi cúi người xuống về phía trước trong tư thế lại Phật. Khi đầu chạm đất, tôi thấy trong mũi chảy ra một chất gì xanh lục rất là dẻo. Tôi tiếp tục giữ nguyên tư thế này và nước màu xanh tiếp tục chảy ước lượng gần 2 muỗng canh. Sau cùng là một dải, như một cọng chân nhang, dài như dây thun. Tôi biết cầu độc ra khỏi mũi và chứng viêm mũi dị ứng sẽ không còn nữa. Từ đó tôi vĩnh biệt với chứng viêm mũi dị ứng. Hắt hơi sổ mũi cũng là một phản ứng thải độc. Mỗi lần hắt hơi là mỗi lần tống khí độc ra khỏi cơ thể hoặc báo cho cơ thể biết là có dị nguyên xâm nhập cơ thể để chúng ta biết mà tránh xa. Sổ mũi cũng là cách thải chất độc ra khỏi cơ thể hoặc là báo cáo có chất lạ xâm nhập cơ thể chúng ta. Vết lở ở kẽ ngón út của chân trái. Trước khi tôi bắt đầu ăn gạo lứt thì tôi bị một vết lở ở kẽ ngón út chân trái khoảng vài tháng trước khi ăn. Sau khi ăn hơn 2 năm ăn theo chế độ thực dưỡng nghiêm túc, vết lở này không lành. Vết lở cứ chảy nước, mủ không làm mủ cũng không đau nhức chút nào. Lúc đó tôi không hiểu tại sao lại kéo dài như thế. Tôi thắc mắc nhiều nhưng chưa giải đáp được. Cho đến khi tôi gặp một chị thực hành thực dưỡng lâu năm trước đó. Chị bảo trong thời gian đầu hai bàn tay của chị bị lột da liên tục. Trong một năm cứ hết lớp này lại bong lớp khác. Chị nói đó là do cơ thể của chị thải độc qua lột da hai bàn tay. Lúc đó tôi mới hiểu vết lở của mình là chỗ thải độc của cơ thể mình. Cơ thể mình còn độc chất nên vết lở chưa thể lành được. Khi nào cơ thể hết độc thì tự nó lành. Một thời gian sau đó thì vết lở ở kẽ ngón chân của tôi tự lành lúc nào tôi cũng không biết. Ha ha ha,